Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 10 câu 6 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng sắm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy, vì thợ đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở lại với anh em. Lý tưởng nhà truyền giáo. Sau một thời gian dài theo Chúa Giêsu, các môn đệ được Ngài sai đi khắp các làng mạc và thành thị rao giảng nước trời, chữa lành bệnh tật và cho người chết sống lại, đặc biệt là cho những con chiên lạc nhà Israel. Chúa Giêsu không đòi hỏi nơi các môn đệ điều gì cao cả, vì các ông cũng xuất thân từ gia đình bình thường và khả năng cũng có giới hạn. Bài học đầu tiên mà người muốn các môn đệ thực hiện là từ bỏ, để khi ra đi không mang gì theo trên người. Những thứ đó chỉ thêm gánh nặng cho các ông khi thực hiện sứ vụ. Phải chăng đây là hình ảnh nước trời ngay ở dưới trần gian mà người muốn cho các môn đệ của người thấy? Tình chỉ đẹp khi tình gian dở, tình mất vui khi đã vẹn câu thề. Tuy nó chỉ là hai câu thơ nói về tình yêu đôi lứa, nhưng tôi có cảm giác nó đang nói với mình. Tôi cảm thấy ngọn lửa sốt mến trong tôi đang lụi dần. Hình ảnh người môn đệ của Chúa đang bị hào nhoáng của thế gian làm cho mờ đôi mắt. Tôi theo Chúa mà thích làm theo ý mình nhiều hơn thay vì nghe lời Chúa. Chúa càng muốn cho các môn đệ bớt lệ thuộc vào của cải vật chất bao nhiêu, thì tôi càng buộc vào cổ mình cho nặng bấy nhiêu. Chính hào nhoáng của thế gian làm cho tôi bị ảo tưởng về mọi thứ. Tôi cứ tưởng mình như thế này hay thế kia, nhưng thực chất nó chỉ là viễn tưởng mà tôi đặt ra. Tôi quên mất mình đang ở vị trí nào và phải làm những gì cần thiết và phù hợp với mình. Tin mừng hôm nay nhắc tôi nhớ về lý tưởng truyền giáo mà tôi được mời gọi để can đảm dấn thân cách hăng say. Lạy Chúa, xin thêm sức cho con để con có thể sống tinh thần từ bỏ mà trở nên thanh thoát hơn, tự do và hăng hái hơn cho sứ mạng rao giảng tin mừng.